Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bù Đà. Bây giờ tao lao chào bây giờ Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tư Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Hiện tại đây là những ngày tháng 9, mưa bão khắp nơi các bạn ạ. Rất mong mọi người hãy tự giữ sức khỏe cho mình trước tiên là tốt nhất nha các bạn. Thời tiết thay đổi bất chợt lắm các bạn ạ. Đại Lâm làm cái video clip này để thông báo cho mọi người được biết. Đại Lâm trước đây đã từng nói là kèo hẹn giữa Hưu Đen 2K7 cao 1m87, quê Châu Thành, Kiên Giang sẽ gặp 3344 gì đó với Tiến Đen nha các bạn. Quê Tiến Đen quê Vĩnh Long. Thật sự rồi, hiện tại bây giờ thì Đại Lâm thường nói là tháng 8 sẽ gặp nhau, và hiện tại bây giờ là tháng 9 rồi các bạn ạ. Cho nên Đại Lâm làm video clip này để thông báo và đính chính lại cho các bạn biết về kèo này. Hưu Đen, thật sự bản thân Hưu Đen rất muốn giao lưu cùng đàn anh Tiến Đen nha các bạn. Và trục trặc như thế này, Tiến Đen cũng đã rất muốn giao lưu với Hưu Đen. Nói chung là giữa Hưu Đen và Tiến Đen ok. Còn hiện tại bây giờ bên phía bầu bì của Hưu Đen thì nói là Tiến Đen em út bạn bè gì đó, cho nên bên phía bầu Hưu Đen không nhận kèo này cho Hưu Đen giao lưu cùng Tiến Đen. Đấy là một điều đáng tiếc và rất tiếc không các bạn ạ. Theo Đại Lâm biết thì Hưu Đen tuổi trẻ, đam mê, nhiệt huyết, cũng vừa hạ những cao thủ đàn anh quê miền Tây Thảo Thật Thà nè, Nick Savan nè, và đặc biệt là cao thủ Lâm Hưng, là một trong những cao thủ rất khó chịu của miền Tây trong vòng 2-3 năm trước. Lâm Hưng, công tử Bạc Liêu nha các bạn. Thì các bạn cũng biết là Hưu Đen đã hạ Lâm Hưng xong. Khí thế, tinh thần cao trào của Hưu Đen đã lên cao, rất cao. Vừa rồi thì Hưu Đen cũng đã cùng Đà Nẵng và dẫn tay trái 2K6 của Tây Ninh cũng đã cùng tem dự giải A1 rồi cho Đà Nẵng. Thật sự thì Đại Lâm không biết nói gì hơn. Đại Lâm chỉ biết chúc cho Hưu Đen luôn thành công, luôn thành công với bóng chuyền con đường chuyên nghiệp của Hưu Đen phía trước. Đấy là một điều tuyệt vời. Để Lâm chỉ biết chúc Hưu Đen như thế thôi, mạnh khỏe, thành công. Một điều thứ hai nữa thì còn một cao thủ nữa đã nhận lời với Hưu Đen. Thật sự nếu cặp đấu này xảy ra sẽ rất cân tài cân sức. Đó là một Thanh Hoài 2K3 từng thất thủ trước Nick Saban tại sân Phú Thành, Phú Tân, An Giang. Và Thanh Hoài cũng từng thất thủ với Sâm Nô cũng tại sân Phú Thành, Phú Tân, An Giang. Còn hiện tại bây giờ là 2023, Đại Lâm cũng nhận được thông tin Thanh Hoài đã rất tiến bộ với bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu. Và vừa rồi thì Thanh Hoài và Sâm Nô hay gì đó là một cặp cũng vừa lấy giải bãi biển vừa rồi, giải trẻ vậy gì đó các bạn nha, là Thanh Hoài và Sâm Nô. Đấy là một điều quá tuyệt vời cho Thanh Hoài, hiện tại bây giờ đang ăn tập bãi biển Bà Rịa Vũng Tàu. Thanh Hoài 2K3 cao 1m80, quê Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hiện tại bây giờ Thanh Hoài rất xứng tầm với Hưu Đen 2K7 1m87, quê Châu Thành, Kiên Giang. Đấy là một điều quá tuyệt vời. Nếu Thanh Hoài và Hưu Đen gặp nhau thì không còn gì để bằng để nói nữa các bạn ạ. Cũng quá lâu và quá lâu rồi các bạn cũng chưa thấy những cái kèo tay thật sự rất nóng, rất hot không bạn.
và Đại Lâm sẽ rất mong một ngày gần nhất Thu Đen và Thanh Hoài sẽ gặp nhau một trận tuyệt vời để cho mọi người hâm mộ được xem, được chứng kiến các cầu thủ trẻ chúng ta, bốn tiền phủ chúng ta gặp nhau một trận thư hùng của miền Tây, nội bộ miền Tây. Còn hiện tại bây giờ thì xin chúc mừng Thu Đen đã là thành viên của U23 Việt Nam chúng ta tham dự giải phía trước. Xin một lần nữa nha các bạn, xin chúc mừng cho Thu Đen đã là thành viên của U23 Việt Nam chúng ta phía trước. Các bạn hãy khách quan, comment thoải mái nè, xây dựng lẫn nhau nè, giữa Thanh Hoài và Thu Đen ai sẽ đẳng cấp hơn, ai sẽ mạnh về cái nào, ai sẽ yếu về cái nào nha các bạn. Rất mong các bạn hãy comment, bình luận thoải mái, khách quan. Ok men, vô hàng. Và một lần nữa thì Đại Lâm cũng xin nói ngắn gọn về điều này. Rất mong các bạn hãy hiểu và thông cảm cho Đại Lâm nha. Hiện tại bây giờ YouTube nó bóp tương tác cực kỳ các bạn ạ. Cho nên các bạn xem video của Đại Lâm, những clip của video của Đại Lâm đăng up lên, các bạn chỉ cần cho Đại Lâm một like nha các bạn. Chỉ cần một like thôi là Đại Lâm rất vui về điều này rồi các bạn ạ. Còn chuyện Đại Lâm thường hay quảng cáo clip rồ hoặc là Vũ Tấn kênh CSH, các bạn nào có muốn đam mê CSH thì hãy vào tham quan gì đó. Thì trước tiên Đại Lâm cũng rất mong mọi người hãy thông cảm về điều này các bạn ạ. Vì cái đấy là cuộc sống của Đại Lâm, kiếm thêm một tí thu nhập để trang trải cuộc sống, chi phí đây đó, để đi đứng quay YouTube cho các bạn được xem các bạn ạ. Các bạn là người ngồi ở nhà chỉ xem ủng hộ Đại Lâm, Đại Lâm đã là quá tuyệt vời cho Đại Lâm rồi các bạn ạ. Còn Đại Lâm thì phải chạy đầu này đầu nọ để kiếm những trận đấu hay cho mọi người được xem. Và Đại Lâm có quảng cáo thêm cái này cái nọ, xin các bạn mọi người hãy thông cảm cho Lâm về điều này nha. Giúp nhau khi còn có thể các bạn ạ. Rất mong mọi người hãy thương yêu và ủng hộ cho Đại Lâm, thông cảm bỏ qua điều này cho Đại Lâm nha. Thank you tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Bye bye.